Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em Chè. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi với cái giải đấu TOC này. Đây là một giải đấu vòng loại khu vực bên phía miền Trung Trung Quốc nha anh em nhé. Và ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là nói sơ sơ qua về cái giải đấu này cho anh em dễ hiểu nhá. Đầu tiên là về bảng A này, bảng A thì ngày hôm qua thì mình đã có làm một trận thi đấu thứ hai của bảng A rồi. Tại vì nói chung là đánh 5 trận cho nên mình không thể nào mà gọi là làm hết được. Thật ra là mình chỉ làm trận thứ hai thôi. Thì đầu tiên sẽ là hai cái tên mà có số điểm cao nhất ở trong bảng A là Huami cùng với lại AGAK. Thì đây sẽ là hai người mà sẽ đi vào luôn vòng bán kết. Tiếp theo là hai người mà đạt vị trí top 7, top 8 này. Đây, thì sẽ là hai người bị loại. Và sau đó là bốn cái tên mà đứng giữa này này. Đấy. Thì đây là hai người vào vòng trong nhá, còn đây là hai người bị loại nhá. Và bốn cái tên đứng ở giữa này có số điểm trung bình này là 3 4 5 6, đây là bốn cái thứ hạng này thì sẽ đánh với lại bốn người có thứ hạng cũng giống như vậy ở bên bảng B luôn. Đây thì là bên bảng này, bốn người chơi này sẽ đánh với bốn người chơi có số điểm trung bình ở bên phía bảng A. Còn tất nhiên thì hai người này vẫn là hai người đi tiếp và hai người này thì vẫn là hai người bị loại. Và sau đó thì tám cái người mà đứng ở tầm điểm chung này đánh với nhau thì người ta sẽ chọn ra bốn người. Thì đấy, thì sau đó sẽ là còn là tám người sẽ đi vô vòng trong gì đó nữa. Thì khi nào mà tới những cái giải vòng đó thì mình sẽ gọi là làm về những cái clip đó sau. Còn bây giờ ok, thì chúng ta hãy cùng đến với gọi là loạt trận gọi là của 8 người chơi tầm trung nhé anh em nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến tới trận thi đấu thứ ba trong cái bảng lần này nhé anh em nhé. Và trong lobby này thì mình có biết 4 người chơi. Đầu tiên là Korowan với cái in game là Sudo Voodoo. Tiếp theo là Husin là thanh niên đang đứng thứ hai đấy. Và tiếp theo là Flancy là đứng thứ ba. Và tiếp theo là IC, đó là thanh niên đang đứng thứ sáu. Thì mình chỉ biết 4 người chơi này thôi. Và bây giờ chúng ta hãy vào trận đấu. Thì Flancy anh chàng này có cho mình là một cái gậy phép cũng là một cái đai lưng, còn bên này ba dép thì là đang đép cho mình là form hai đấu sĩ cùng với lại hai mảnh cung, mà mình nghĩ là không ngon lắm. Còn bên này thì sao, Candy anh chàng này đang có cho mình là một con Olaf từ khá sớm và đặc biệt là đang có một cái mảnh kiếm ở ngoài, thì khả năng cao thì nếu mà anh chàng này đi theo cái hướng Olaf luôn thì sẽ là khá khỏe. Nói chung là Olaf ở trong bảng này thì mình cảm giác là một bài cực kỳ mạnh luôn. Còn đây là Husin, người chơi mà hôm qua đã có một trận thi đấu lấy lõi vương miện ác hóa và có cho mình cái top 2, thua Huân My thôi. Và anh chàng này ở ra đấu vừa rồi sau khi ra tiền rất nhiều nên anh chàng này đã tích cho mình là 10 vàng rồi. Còn bên này sao, anh chàng Z này là một người chơi mình đánh giá là cũng khá là hay nhá. Và đang có cho mình là form 2 trên 3 Thượng Long. Lượng đồ thì là kiếm, dép và gậy phép à. Thì nhìn lượng đồ đó thì mình sẽ tưởng tượng tới một cái áo choàng bóng tối. Còn đây là Korowan. Cho anh em nào chưa biết thì đây là một người chơi mà đã từng gọi là đánh chuyên nghiệp 5 năm và đã đi top cho EDG. Anh em nhìn gương mặt này nếu anh em quen thì đấy, chính xác là anh chàng này thôi. Và bây giờ bên này thì Korowan đang có cho mình là mảnh cung với mảnh mảnh nước mắt. Còn bây giờ là ba chiếc lõi vàng đầu tiên. IC lựa chọn cho mình là một cái nhà máy tái chế. Valency thì là một cái sức mạnh đoàn kết. Và sau đó rút ra một cái salary, Korowan là một cái chiến lợi phẩm. Còn bên này thì có một người chơi lấy nhà tài phiệt. Còn bên này thì sao, thanh niên Husin lấy cho mình là một cái siêu hùng hiện diện. Bayez thì là một cái rôn lại. Candy thì là phước lành vũ trụ. Còn anh chàng kia thì là một cái khảm bảo thạch. Nói chung là lobby đã lấy hết lõi rồi và tạm thời thì mình đang thấy những cái lõi đây gọi là những lõi mở anh em nhé. Tức là bộ cờ này thì cũng đánh được cả, nhưng mà chỉ có mỗi Husin thôi. Husin thì anh chàng này lựa chọn cho mình là một cái siêu hùng hiện diện. Thì mình cũng chưa biết là đây sẽ là một bộ cờ gọi là hai baron hộ pháp là như nào nữa. Còn đây là Bayez, đây là một người chơi mà có cho mình số điểm không quá cao sau hai vòng đấu. Thì khi mà anh em nhìn vào camera của tuyển thủ thì anh em sẽ thấy một cái số ở bên cạnh, thì đó là số điểm của những người chơi này đạt được sau hai game đấu. Như anh chàng này thì đã đạt được 9 điểm sau hai game đấu. Và mâm mâm trong game đấu này là mâm mâm thuật sĩ, còn Huyễn Long thì là Huyễn Long song đấu nha anh em nhé, tức là Huyễn Long tốc đánh đấy. Và hai nhà eco thì đang gặp nhau, một nhà thì là nhà tài phiệt, anh chàng này đang có cho mình là 20 tiền. Còn bên kia là một người chơi mà đã tích cho mình là 10 vàng cũng lại form Thượng Long rồi. Thì liệu anh chàng này có muốn lên cho mình là level 4 hay không đây? Lên level 4 để đánh win lại hay không? Không, quyết định là vẫn giữ cho mình là level 3 20 tiền thôi. Còn bên kia là Husin với một con SRQ 2 sao đã thắng trước nhà của Valency. Valency thì lại là ba Thượng Long. Có cho mình là Sejuani 2 sao, nhưng mà cái form này nếu mà muốn kịp Sejuani 2 sao thì bắt buộc phải lên level 4 hợp lý thôi. Mặc dù là có trận thua nhưng mà con Sejuani 2 sao này cũng khá là ngon. Còn bên này thì sao, anh chàng 3Z này với chiếc lõi đổi lại thì không biết sẽ là một bộ cờ gì nữa. Còn đây là IC Way. IC là một bài đấu mà đẹp cực kỳ chiến. Một con Ezreal cầm mũ phù thủy và một mảnh gọi là gậy phép.
Còn ở trên thì là một con set 2 sao cầm một cái giáp lửa phải nói là bà cực kỳ khỏe luôn. Còn đây là Korowan với một bài đấu mà anh chàng này đã lắp được cho mình là 3 tia rồi. 3 tia thì ở phiên bản hiện tại này thì mình chỉ nghĩ được tới con Gravette thôi. Và bài Gravette Seraphim, cái bài Seraphim hắc hỏa đấy là một bài đấu mà cực kỳ hot trong chung kết thế giới luôn. Mình thấy kiểu server nào cũng gọi là, nói chung là lobby thường thường sẽ có một cho tới hai nhà đánh bài đó. Kiểu nếu nhiều có thể là ba nhà luôn, nếu mà lobby sát thương phép nhiều. Kiểu bài Seraphim là bài counter sát thương phép anh em. Và bây giờ thì lobby thì nhiều nhà phép lắm. Và Korowan để có cho mình là một trận thắng ở round 2.2 và ngắt đi cái chuỗi thắng của Huxin rồi. Đồ kim long thì ba kim long sẽ rớt ra đầu tư kỳ định nha anh em nhớ. Và trong lobby này thì không biết ai là người có ba kim long rồi mà bên phía tổ chức giải thì họ lại để ba kim long và có ba kim long là đầu tư kỳ định nữa. Còn bên này là Huxin, anh chàng này đang có cho mình là form ba hộ pháp. Còn bên phía góc phải camera này là những người chơi mà đây là sân chê này, có sân chê là ngồi sau cùng này, tiếp theo là Achin này, còn bên kia là AGAK, còn ở giữa áo vàng là W2X. Đấy xoài, em chị tính ra cũng biết nhiều người phết đó chứ. Thì đây là những người ngồi ở dưới khán giả xong rồi ngồi xem. Nói chung là giải đấu bên xem vào chung nhìn xịn sò lắm anh em. Kiểu tổ chức trên sân vận động này kiểu như gọi là gì nhỉ, kiểu nói chung là sân khấu khá là lớn, xong rồi có MC ngồi ngay đó luôn, giống kiểu như là VCS đó anh em, nhưng mà chắc là nó ở phiên bản gọi là to hơn một tí. Và bây giờ Huxin thì gặp anh chàng 3Z bên kia là một bài đấu mà có cho mình là ba con tướng 2 sao nhưng mà lõi combat thì lại không có. Còn bên này thì Huxin thì có cho mình là một cái lõi combat liên quan tới hộ pháp, thì mình nghĩ là Huxin sẽ là người thắng thôi. Anh chàng này sẽ tiếp tục giữ cho mình được số máu là 96. Còn bên kia thì 3Z sẽ là một người chơi mà có cho mình một cái chuỗi thua khá dài, chuỗi thua 3 82 máu khá ổn nha. Nếu vậy lobby này thì chỉ có mỗi mình IC là người giữ cho mình được chuỗi thắng dài thôi. Anh chàng này đang có cho mình là chuỗi thắng 3. Còn ở dưới ngược lại thì có hai người đang có cho mình là chuỗi thua 3 là Candy cũng là 3Z. Và ở round đi chợ này thì không có một cái xẻng nào cả, chỉ là những round đi chợ bình thường thôi. Volibee thì đã được Korowan nhặt rồi. Huxin sẽ lựa chọn cho mình là cái gì đây? Liệu có phải là con Nunu cầm dép hay không? Bên này thì IC lựa chọn cho mình là sẽ là một cái nước mắt và sẽ hoàn tất một cái quyền trượng dành cho con Ezreal thôi. Bài IC khá khỏe chứ. Còn bên này thì Huxin cũng đã lên cho mình là level 5 để kích hoạt cho mình là 4 bộ phép. Thì khả năng cao thì đây sẽ là một bộ cờ đếp máu thôi. Còn bên này thì anh chàng Z này, đây là một người chơi mà có cho mình số điểm rất cao sau hai round đấu đầu tiên. Thì anh chàng này tạm thời thì đang có cho mình là 15 điểm. Đây là một người chơi khá hay nhá anh em nhá. Và bây giờ thì anh chàng này có vẻ như là sẽ là đi lên từ cái form Kai'Sa này thôi. Một con Kai'Sa cầm vô cực cùng với lại lõi khảm bảo thạch sẽ là một con Kai'Sa mà thật sự là nhiều sát thương. Còn bên này Flancy với một cái với chiếc lõi sức mạnh đoàn kết này thì mình đoán nha, đây cũng sẽ là một bộ cờ Seraphim thôi. Tại vì cái lõi này đi với lại bộ cờ Seraphim thì nó quá là chiến rồi, kiểu tối ưu hết được các lõi luôn. Nếu vậy thì trong lobby này thì mình nhìn sơ sơ nhá, Korowan ghép 3 tia thì khả năng cao là nằm trên người con Gravette. Xong rồi nhà này thì sức mạnh đoàn kết thì cũng khả năng cao sẽ là bộ cờ Seraphim Gravette. Nếu vậy nhìn sơ sơ ở giai đoạn 2 chấm này thì mình hoàn toàn có thể nhìn ra được là có hai nhà đã đánh chung bài rồi. Còn tiếp theo là những nhà nào như nào thì mình chưa biết nữa. Tạm thời thì 3Z là người mà mất đi cho mình cái chuỗi thua 3. Và Candy là người mà vẫn giữ lại cho mình được cái chuỗi thua thứ 4. Và anh chàng Candy này vừa mới thay cho mình là 3 thủy long vào sân rồi. Sẽ là đổi dây kia không? Anh chàng đang như nào đây? Vẫn đang muốn giữ lại con Nidalee để có gì tí nữa kịp 3 thượng long vào để hắc tiền. Nếu vậy liệu có bán đi con Sejuani này để đổi cho con Nidalee không? Cho Nidalee vào giữa không nhỉ? Anh chàng đang phân vân khá nhiều không? Quyết định là cho cái Solari nằm trên người con Talia. Còn bên này thì sao? Korowan. Anh chàng này đang có cho mình là một cái chuỗi thua 1 thôi. Nhưng mà anh chàng này cũng đã bỏ ra cho mình con Talia ra ngoài xong rồi. Talia 2 sao cầm dao điện nhá anh em nhá. À nhầm, cầm 3 tia chứ. Đã bỏ ra ngoài xong để muốn giữ cho mình chuỗi thua. Nhưng mà không gặp bên kia là nhà Candy thì anh chàng này đang khá là yếu. Thành ra là Korowan sẽ có cho mình trận thắng ở round đấu này thôi. Và Candy sẽ là người mà giữ được cho mình một cái chuỗi thắng thứ 5.
Nếu vậy thì ở hai chí tuyến thì có hai người giữ cho mình được chuỗi 5. Và sau đó là Valency là chuỗi 4 và có một anh chàng này cũng đang có cho mình là chuỗi thua 4. Ui, chuỗi thua 4 level 5 60 mấy tiền. Đây, anh em nhìn nhá. Chuỗi thua 4 level 5 70 tiền, cái người chơi mà 78 máu giàu chưa? Nhìn trông giàu nhờ. Trông kinh vậy. Còn đây là IC. Anh chàng này thì là một người chơi mà phải nói là tay cực kỳ nhanh. Và mình cũng đã có từng làm clip về anh chàng này rồi. Nhưng mà anh chàng này thì live bên nền tảng Huya. Và cái nền tảng đó thì đại kiểu như là coi lại stream nó lag lắm anh em. Thành ra là mình không có làm được video về anh chàng này tiếp nữa. Ồ. Chứ IC là một người chơi mà mình đánh giá là tay hơi bị cuốn đúng không? Kiểu coi stream coi ghiền vậy. 6 đồng mà một cái đập đồ à. Tiếp theo là một cái dép. Ui đồ đẹp nhá. Cái dép này thì khả năng cao là làm một cái áo trong bóng tối không? Hay là sẽ tiếp tục chờ cho mình là một cái gì kia đây? Áo trong bóng tối mình thấy ngon nhá. Sẽ nằm trên người con Gravet thôi. Nói chung là đồ bộ Seraphim thì mình nghĩ là sẽ là quỷ thư này, sẽ là Yeke này, sẽ là áo trong bóng tối, sẽ là ba tia, sẽ là một cái lời thề hộ vệ cho con dắt đó. Là những món đồ kiểu cực kỳ ngon luôn. Còn bên này thì IC ra đấu vừa rồi thì ra quái thì không rớt ra được cái gì cả, chỉ có mỗi cái đai lưng thôi, chắc là thêm tí tiền. Tạm thời chưa ghép được gì cả. Còn bên này Candy thì sao? Anh chàng này có vẻ như là đang lựa chọn cho mình bộ Renge. Và có cho mình là một cái gì kia hiến tế rồi, Renge thì cầm một mảnh kiếm. Giải đấu này thì mình không biết sao nhưng mà nó có một xíu có đoạn lag lag ấy. Thì anh em thông cảm nhé, cái này không phải do máy mình đâu, cái này do giải đấy. Do người ta làm giải hơi bị lag một xíu. Chắc là có một số máy nó bị yếu hay như nào cũng chả biết nữa. Mà giải đấu lớn thì chắc không phải do máy yếu đâu. Và Candy tiếp tục có cho mình là chuỗi thua thứ 6. Anh chàng này đang có cho mình cực kỳ nhiều tiền nhé anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy là anh chàng này đang level 5 và thanh e-ship là 18 trên 20 rồi. Thì round sau sẽ là tầm khoảng 65 tiền ở level 6. Và bây giờ là ba chiếc lõi tiếp theo là ba chiếc lõi vàng. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem là những người chơi này đã lựa chọn cái gì. Coro One thì là một cái tiếp tới thành phần. Bên này thì sao, một người chơi cũng là tiếp tới thành phần luôn. Cảm giác là lobby này lấy đồ rất nhiều. Còn bên này Candy với một bộ cờ mà hiến tới dây ke. Anh chàng này lựa chọn cho mình là sức mạnh đoàn kết. Còn Husin thì sau khi có cho mình là bốn hộ phép cùng với lại siêu hùng hiện diện thì anh chàng này lựa chọn cho mình là thăng hoa để thêm đam thôi. Anh chàng Z này thì là một cái ông chiến binh rồng khi có cho mình là bộ cờ cai xe. Còn bên kia thì IC thì mình không biết nữa. Còn đây là Flancy thì với một cái lõi phóng hỏa. Khi mà anh em đánh Seraphim á, khi mà anh em đánh Seraphim mà có loại phóng hỏa nhá thì anh em không cần lắp quỷ thư nữa, tại vì nó sẽ hơi thừa. Thì cái con Seraphim anh em sẽ lắp mũ phù thủy. Và anh chàng Flancy thì ra vừa rồi cũng đã lắp một cái áo trong bóng tối rồi, thì khả năng cao là 100% sẽ là bộ cờ Seraphim thôi. Còn bên này thì gặp một nhà Rengar. Thì con Rengar này nó cực kỳ thích đánh với lại những cái con xạ tiễn cũng như là những cái con mà đại kiểu như là dép thấp anh em. Ví dụ như con Twitch trong round đấu này thì không gây được bất kỳ một cái lượng sát thương nào cả. Và Candy sẽ có cho mình trận thắng đầu tiên trong cái trận đấu này thôi. Và anh chàng này đang có cho mình là level 6 70 tiền. Phải nói là quá giàu luôn. Flancy thì anh chàng này liệu có thắng được trước nhà Kai'Sa này không? Câu trả lời là không. Nhà Kai'Sa này có cho mình là chuỗi thắng 3. Bên kia thì Ice anh chàng này vẫn có cho mình là chuỗi thắng 7. Lee Sin 2 đã được update, bài viết thì vừa mới lên cho mình là dắt 2 sao. Đây anh em nhìn, uầy, bài này trong chiến vãi nhưng mà cái lõi thăng hoa thì mình thấy là nó không ngon lắm nhờ. Anh em có nghĩ là lõi thăng hoa có ngon trong trường hợp này không? Và tạm thời thì đang muốn bỏ đi cho mình con Hecarim cũng là con sếp để kịp cho mình con tương tưởng này vào sân. Thì liệu có là hợp lý hay không đây? À, đang muốn gỡ đồ và cho con Lee Sin cầm hai đồ đam mà. Mình nghĩ là con Ezreal cầm đồ ngon hơn chứ nhờ. Còn bên này Husin thì anh chàng này có siêu hùng hiện diện. Nhưng mà tạm thời thì đang kịp ba kim long vào rồi cho nên là chỉ để cho mình là hai hộ pháp thôi. Và anh chàng Z bên kia thì đã có cho mình là mốc thứ 7 của đầu tư kiên định rồi. Thì anh em có thể thấy là ngay từ vòng đấu 3.3 mà anh chàng này đã có cho mình là một cái cánh tay kim cương cùng với lại một cái Nico rồi. Phải nói đây là một người chơi mà sẽ hướng cho mình là được một cái top cao thôi. Anh chàng bên kia thì cũng đã có cho mình là 5 con cây xe rồi. Mình là sẽ sớm thôi. Sẽ sớm lên được cho mình là cây xe 3 thôi anh em. Husin tiếp tục cho mình là một cái chuỗi thua thứ 2. Còn trong trận thi đấu này thì có một người chơi đang có cho mình là chuỗi thua 7. Level 6 71 tiền. Thì round sau sẽ là lên level 8 và roll. Coro One thì sao đây? Coro One đang có cho mình là một cái 3 tia bàn tay Yiki. Thì chắc là sẽ hướng tới gậy phép thôi. Coro One. Gậy phép liệu có nhặt được hay không đây? Sẽ hoàn thành một cái quỷ thư anh em. Ô, không nhặt à?
Bị hưu sinh nhắn mất tiêu rồi. Cho nên là bây giờ sẽ nhặt về cái gì đây? Nhặt về cho mình là một cái nước mắt à? Kurowan sao lại nhặt nước mắt nhờ? Tại vì anh em có thể nhìn thấy nhá, Sudowoodo đấy có cho mình là mảnh nước mắt trên người con dắt rồi, nhưng mà đây này, đây. Ố, đập đồ à? Đúng không? Phải không ta? Từ từ nhá, mình sẽ phép anh em cho mình tua lại nhá. Hình như là Korowan nhặt cái nước mắt này về xong vừa mới đập đồ xong đây. Nước mắt trên à, nhặt con banh thấy ông xong rồi đập cái nước mắt ra được cái kháng phép. Ồ. Hèn gì mình bảo sao sao cái bộ này lại lấy nước mắt được. Thì khả năng cao Korowan sẽ tiếp tục sẽ giữ cho mình là ba kim long. Đến khi nào mà cái đầu tư kiên định này nó được tích ra được một cái Nico thì Korowan sẽ là Ron Onin ở level 7 để tìm kiếm cho mình là bộ cờ mạnh nhất về đếp máu thôi. Còn bên kia thì Ice vẫn có cho mình là chuỗi thắng 8 nha anh em nhá. Và thanh niên top 8 thì thanh niên này đã là level 7 76 tiền rồi, anh em thấy giàu chưa? Thanh niên mà đang có cho mình là chuỗi thu 7 á, level 7 giàu vài đái ra. Đây, anh chàng này chứ ai? Và anh chàng này đang xoay qua cho mình là bộ cờ xe da. Và con xe da này thì cầm những món đồ mà cực kỳ là thú vị luôn. Một cái cuồng đao, một cái quyền năng cũng là một cái ba tia. Thì theo mình cảm nhận nha, là con xe da thì cái cuồng đao là không thể thiếu rồi, đánh xạ tỉnh thì cái cuồng đao là không thể thiếu. Tiếp theo là cái quyền năng, thì cái quyền năng này là keo tôi được hai con trong lobby này. Một là con Rengar, tại vì trong lobby này thì có một nhà đánh Rengar, và cái quyền năng này sẽ cho anh em thêm một tí dép. Và con Rengar nó sẽ không thể nào mà nhảy vô con Saiyan ngay từ đầu được, tại vì dép những cái con tướng khác nó sẽ ít hơn một tí anh em, đặc biệt là con Tuwit này kiểu kiểu thế. Và counter được con Gravette anh em. Nhưng mà cái ba tia thì mình nghĩ là hơi thiếu đen. Nếu mà con Saiyan mà cầm cuồng đao này, cầm quyền năng với lại cầm diệt thì mình nghĩ là ổn hơn. Nhưng mà chắc là anh chàng đó thì không có đồ, và lượng máu thì đang đang là 44 máu, cho nên là cảm giác là đang muốn đếp máu anh em, thành ra là lắp hết đồ luôn. Còn bên này thì Korowan vẫn đang gọi là tiếp tục có cho mình là ba kim long thôi, vẫn cứ là tích số đầu tư kiên định thôi anh em. Còn đây là anh chàng mà đã gọi là eco cho mình rất nhiều tiền, xong rồi lên level 6 và roll cho mình form bài Rengar hơi giật lag tí anh em ạ. Và tạm thời thì anh chàng đang có cho mình là ba cái món đồ hào quang cực kỳ phù hợp cho cái chiếc loại hăng này, là cái dây kê, cái dây chuyền Salary rồi cái lời thề hộ vệ nữa. Nhưng mà gặp bên kia là một bộ cờ mà cai xe, để có cho mình là cai xe ba cùng với lại một cái bàn tay kim cương, thì xe một con Rengar này. Ê, từ từ nhé, mình vừa nói xong thì con Rengar nhảy thẳng vào cai xe luôn anh em. Và nếu vậy thì Candy trong game đấu này sẽ có cho mình là một cái chuỗi thắng thứ tư khá là ngon nhá. Hơi giật lag tí anh em, cái màn hình của Candy thì không biết là bị sao, hơi lag anh em ạ. Không tích cho mình là 10 tiền à? Không, vẫn muốn giữ cho mình là con Gravette. Thì giữ Gravette trong round đấu này thì mình nghĩ là một là kẹp được pháo thủ cùng với lại lôi long với lại con kia nè, còn hai là ôm được những con Gravette khi mà lobby này có tới hai nhà đang hướng tới cho mình con tướng này. Và bây giờ thì cho con Seraphine cầm đầu tư. Nếu vậy thì 4.2 khả năng cao, 4.2 thì Korowan sẽ all in thôi. 4.1 sẽ thêm một round nữa để tích tới cái stat thứ 8 để lấy cho mình cái cánh tay anh em. Thì bây giờ cái quan trọng ở round đấu này thì Korowan có roll cho mình ở đây ở 4.1 hay không, hay là lì lợm thêm một round đây. Có, câu trả lời là có, anh chàng này đang roll, nhưng mà mình nghĩ là đừng roll quá nhiều. Không, Seraphine này, Yeriha này, uầy tướng ngon nhá. Có Gravette này, có đôi Gravette này thì round sau thì có Gravette 2 rồi, tại vì có Nico mà đúng không. Đẹp nhá, đẹp nhá, bài Korowan cực kỳ đẹp luôn. Vẫn tiếp tục là giữ cái form bài này để gọi là đếp thêm một round nữa, rồi round sau sẽ là xoay hết form thôi, round sau mình sẽ là bán hết thôi anh em. Korowan thì sau hai trận đấu vừa rồi anh chàng này đang có cho mình là 14 điểm, đang là nhì bảng thì phải. Mốc 80 ra một mảnh đồ, và đó là một cái đai lưng à. Lượng đồ thì mình không không quá đẹp lắm anh em, không quá đẹp lắm nhá. Đầu tư kiên định này, một cái bàn tay kim cương sẽ dành cho con dắt thôi nhỉ. Ô, bàn tay kim cương cho con dắt kia à. Ừ, cũng được vậy. Cũng được anh em. Và ra đấu này thì thua nhà Rengar 4 chip. Có chip rồng là thành 5 chip đúng không? Hơi đau nhá. Round sau thì bắt buộc phải là all in một round mà gọi là cực mạnh này. Và đó là sẽ là bán hết tướng không? Ba chiếc loại tiếp theo lại là ba cái loại vàng. Nếu vậy trong game đấu này thì là ba chiếc loại vàng anh em nhá. Bên kia là một cái chân hỏa khi mà anh chàng này đang hướng tới cho mình là bộ cờ Saiya. Bên này là tiếp tế thành phần, bên này là lò rèn ban hội, bên này là một cái lắp kính nhắm. Korowan thì là một cái khiên trụ Randuin. Bên này là nguyên tố luôn. Và anh chàng Z này sẽ lựa chọn cho mình là cái gì đây? Anh chàng này đang có cho mình là bộ cờ
cai xe và khả năng cao đó sẽ là chiến lợi phẩm thôi, hợp lý thôi. Lên cho mình là level 7 và kịp thêm cho mình là một con két ma nữa. Mình đang muốn xem màn hình máy của Korowan nhưng mà cameraman thì đang lia qua khá là nhiều nhà khác. Nói chung là người ta đang cố lia để gọi là phù hợp hết cả 8 nhà luôn chứ không có onin vào một nhà nào đó quá lâu. Bên này là Husin, có cho mình là một con đề da cầm cuồng đao, mặc dù đây là Huyễn Long song đấu anh em. Huyễn Long song đấu thì đánh càng lâu thì tốc đánh càng cao. Thì mình nghĩ là nếu mà Huyễn Long song đấu á, nếu mà được chọn đồ á, thì mình sẽ chọn hướng đồ đam nhiều hơn. Còn cái cuồng đao Gunsu thì trừ khi trường hợp nó ra mảnh đồ mà không thể nào mà lắp đồ khác được á thì mới lắp thôi. Ví dụ như ông bên kia này, ví dụ như IC này, anh chàng này có một con đề da cầm cái quyền trượng này thì lượng đam nó sẽ là nhiều luôn. Tại vì có Huyễn Long song đấu rồi thì mình nghĩ là tốc đánh nó cũng đeo đủ rồi, không mà cũng đeo lắm. Và thắng trước nhà của ba Jeep. Anh chàng này thì lựa chọn cho mình là một bộ cờ Yone 3 sao. May mà loại 3 còn ra được lắp kính nhắm nhá, nhưng mà mình nghĩ là không quá mạnh đâu. Mình nghĩ là bộ cờ của anh chàng này thì không quá mạnh. Anh chàng này thì vừa thay cho mình là 4 hộ pháp cùng với lại 4 Huyễn Long, bỏ cho mình đi là Lee Sin 2 rồi. Khả năng cao sẽ là đổi đồ thôi. Còn bên này là Korowan, đây là bài đấu mà mình cực kỳ gọi là muốn xem. Và anh chàng này đang có cho mình là form bài full 2 sao. Phải nói là đồ khá là đẹp nha. Chỉ có mỗi cái bàn tay trên người con Pantheon là nói chung là không mấy gọi là quan trọng lắm thôi. Còn tạm thời thì lượng đồ là khá ổn cho những con tướng khác. Và với những cái mảnh đồ lẻ này trên người của Korowan thì anh chàng này mình nghĩ là round đấu tiếp theo sẽ là nhặt cho mình một cái dây ke nữa trên người con Jiri, hoặc là nhặt một cái đồ thủ trên người con dắt thôi. Và thậm chí là Korowan vẫn còn có cho mình là một cái Nico, anh chàng này còn chưa xài nữa cơ. Chưa xài nữa nhưng mà lại có cho mình là Gravis 2 à. Bên kia thì anh chàng Yone vẫn tiếp tục cho mình là một trận thua thôi. Còn bên này thì sao? Anh chàng Saya này con đề da của nhà IC kinh nhờ. Trông kinh vậy. Valency thì sao? Anh chàng này có cho mình là một cái chuỗi thua thứ 8. Đây là người chơi mà đánh cho mình là bộ cờ Seraphim chung với nhà Korowan đi. Đâu để mình nhìn nào. Valency thì là Yeke hai cái trên người con Yeri. Rồi Yira cầm Solari, Gravet thì cầm áo trong bóng tối à. Mình nghĩ là bài Valency hơi khó đấy, tại vì không có đồ dành cho Seraphim đó anh em có thể nhìn thấy cái lobby này thì khả năng cao 3 Z sẽ nhặt cho mình cái cung. Anh chàng này nhặt được cung để hoàn thành cái diệt này, diệt cho con Yone. Còn bên này thì sao? Nhà cai xe nhặt cho mình là cái gì đây? Nhà cai xe nhặt cho mình cái đai lưng à. Sẽ là dép lửa à. Ok, đây là màn hình máy của Valency. Đây là người chơi mà trong đợt vừa rồi, cách đây tầm khoảng 1 tháng cho tới 1 tháng rưỡi thì anh chàng này đã lên được cho mình là top 1 thách đấu bên phía máy chủ Trung Quốc. Nói chung là lobby này mình nghĩ là toàn những người biết chơi thôi. Có những thanh niên kia thì mình không biết tên nhá. Không biết tên Candy này, rồi anh chàng Z này gì kia thì mình không có coi stream nên mình không biết. Còn những cái người mình coi thì nói chung là toàn là những người mà có số điểm khá là cao quá. Và ra đấu vừa rồi thì anh chàng này nhặt cho mình là một cái kiếm để hoàn thành cái gì chứ con gửi ra vết rồi. Sao không phải là nhặt cái quỷ thư nhờ? À, có phóng hỏa, có phóng hỏa. Nhầm anh em ơi. Và liệu khi gặp bài đấu cai xe thì cái bộ cờ Seraphim Counter Đam Phép này liệu có giành được chiến thắng hay không? Nhưng mà thật ra là bộ cai xe này đang ở cái giai đoạn mà mạnh nhất rồi. Đoạn level 7 này xong rồi kiểu có chiến lợi phẩm cai xe 3 sao thì không đỡ được. Đoạn này đang khỏe anh em. Valency sẽ tiếp tục có cho mình là một cái chuỗi thắng. Có cho mình là một cái chuỗi thua tới 9 thôi. Level 7 không tiền, hơi nghèo nhá. Bên này thầy Bayez vừa mới đấm nhà Rengar của Candy nguyên nhà. Đầu đấy. Anh chàng này thì quyết định là lấy lò rèn thần thoại để lấy ra một cái đồ từ con On này. Và khi cái đồ này hiến tế nó sẽ ra được những cái tinh hoa bạo long. Và đó là lý do anh chàng này lựa chọn chiếc lõi này. Còn bên này thì sao? Nhà Yone thì này thì sau khi lắp được một cái diệt này thì mình nghĩ là khá khỏe nha. Nhưng mà anh chàng này thì không muốn kịp cho mình là Silas à. Mình nghĩ là round này nên roll đó, cái đoạn này nên roll để tìm kiếm các ban thay ông, xong rồi kịp Silas với ban thay ông vào kết đấu sĩ với lại em long thì sẽ là khỏe hơn á. Tại vì máu bây giờ là không phải là quá nhiều nữa. Cái đoạn này thì là một cái đoạn khá là nhạy cảm á. Tại vì bây giờ thua bất kỳ round nào cũng sẽ là một cái thế khó đấy. Lobby thì bắt đầu hòa máu rồi. Husin thì đang có cho mình là chuỗi thắng thứ 4. Level 8 43 tiền, có vẻ như là đang hướng lên cho mình level 9. Vô nè. Và Valency sẽ tiếp tục
Có cho mình là chuỗi thua thứ 10 thôi. Cảm giác là hơi ngợp nhá. Còn bên này thì sao? IC có cho mình là một con đề dê cầm hai huyền trượng. Đó, Huyễn Long này nè, mình thấy là Huyễn Long xong đấu như này nhá. Đó, build đồ đen như này luôn cho nó chiến. Một cái dép lửa ánh sáng và một cái huyền trượng nữa, nhưng mà trang này đã đổi đồ rồi. Quyền năng là không quá ngon, crit phép không quá ngon. Không quá ngon rồi này. Ui, hai Nico. Hai Nico ở ra kho báu đồng thần ánh sáng à. Nhưng mà không ngon lắm. Khi mà anh chàng này không quá cần những con tướng này 2 sao, anh chàng này hoàn toàn tự tin có thể roll được. Blue ánh sáng không ngon, sâu dính ánh sáng không ngon lắm. Một cái lock được nhá. Lock với lại giao điện khả năng cao là lấy thôi, mình nghĩ là lấy thôi. Hợp lý này. Tại vì bài của IC thì chưa có đồ giảm kháng phép anh em. Còn bên này thì anh chàng Sai Gia lựa chọn cho mình là một cái cung xanh cho Twitch, cũng như là một cái lời thề hộ vệ ánh sáng cho con dây xì. Mình nghĩ là cho con dây xì thôi. Tại vì cái lời thề hộ vệ á thì nó sẽ tạo ra được cái lá chắn, cái giáp ảo ấy, phụ thuộc vào số máu tối đa của những con tướng. Và con dây xì cầm cái giáp máu thì mình nghĩ là sẽ là hợp lý thôi. Còn bên kia thì Korowan sau khi có một bài đấu Seraphine full 2 thì anh chàng này đã có cho mình là một cái chuỗi thắng thứ tư. Còn bài đấu chiến binh này thì anh chàng này có cho mình là Yasuo level 7 cơ, phải nói là khá ngon nha. Sờ quên 2 sao đang muốn lên nhưng mà không đủ tiền anh em. Còn bên đây ui. Ê, nhà này mạnh nhá. Cái nhà zip zip này mạnh nhá. Chiếu nguyên nhà IC này. Nhưng mà IC cũng đã lock thành công lên được vị trí của Kai'Sa rồi, và đây là một cái lock ánh sáng anh em nhá. Kai'Sa cầm blue, vô cực kiếm, khảm bảo thạch, chiến lợi phẩm, diệt ánh sáng. Sao mà đỡ được anh em? Lobby này là một lobby phải nói là cực kỳ mạnh nhá. Lõi vàng thôi mà cảm giác là cái xe chiêu thật. Con cái xe này là một một con cái xe mà mình đánh giá là cái lõi phải gọi là không thể nào mà đẹp hơn. Nếu mà đẹp hơn thì có thêm một cái nguyên tố luân nữa, nhưng mà như thế thì vẻ quá. Và Candy, Flancy có cho mình là chuỗi thua thứ 11 hay là 12 gì đấy, và anh chàng này đã có cho mình là một cái top 8 rồi với một bộ cờ Seraphine đánh chung, và anh chàng này không thể roll ra được những con tướng 2 sao và đã phải dừng lại ở đây thôi. Còn cái này thì sao? Korowan đang lên level 8 và roll cho mình khá nhiều, sẽ là tìm kiếm cho mình những con tướng nào đó mà kích được hệ thôi. Con bạc vào đây kích hoạt được bí ẩn thì sẽ là ngon hơn là lôi long nha anh em nhé. Trong trường hợp mà anh em đánh cái bộ cờ Seraphine này nè, ở level 8 thì anh em có hai lựa chọn, một là kẹp ẩn, còn hai là kẹp con lôi long. Thì mình nghĩ là tùy lobby nhé anh em nhé. Nếu mà lobby mà nhiều nhà đam phép nè, trong lobby này có hai nhà đề gia này, rồi có nhà cái gì nhờ, nhà cai xe này đấy, cho nên là kịp con bạc này vào cũng khá ngon, vừa có được bí ẩn xong rồi vừa được gia tăng cái khả năng gọi là hồi mana của team nữa, cũng là hợp lý mà đúng không? Và bên này thì sao, liệu con sờ quên cầm cái tinh hoa bạo long này cũng là cái quyền trượng này thì nó có cân hết được hay không đây? Câu trả lời có vẻ như là không rồi, khi mà con đề gia bên kia cầm những lượng đồ mà cực kỳ chiến. Và Korowan tiếp tục có cho mình là một cái chuỗi thắng thứ 6, và Candy đã phải dừng chân lại cho mình vị trí top 7 rồi. Đây là những thanh niên mà toàn đánh những bộ cờ 3 tiền thôi. Còn bên này sao? Ba Zip có cho mình là Brum 3 sao nhá, và con Brum này cầm giáp lửa ánh sáng hả? Mình nghĩ là với một bài đấu mà chưa có đồ giảm máu thì rao kho báu đồng thần nhặt cái đồ này cũng được. Mình nghĩ là cũng được thôi. Nhưng mà con di ra thì là hơi dư thừa nhá, con di ra mà thay được ban thế ông thì đẹp. Mà bài này nếu mà có ban thế ông thì cũng là 4 chiến binh thôi, cũng là 5 chiến binh thôi, không có ấn chiến binh anh em. Gặp nhà này thì đi rồi, khả năng cao là bộ cờ vô nem, gặp nhà cai xe này thì đi rồi anh em. Và anh chàng này còn lắp thêm cả cái cánh tay kim cương này dành cho con Manfi cơ, và khả năng cao thì con vô nem này nó sẽ tốn khá nhiều thời gian nha. Cai xe này cầm diệt thì như nào đây? Cai xe, vậy đó là cái xé. Ui, thắng này, Yone thắng này anh em. Em chỉ nhầm á. Con bờ răm thật ra là 3 sao tăng cũng châu anh em. Và anh chàng có cho mình là bộ cờ xa gia bang hội. Thì anh chàng này đang có cho mình là level 8 40 tiền, nhưng mà tạm thời thì chuỗi chưa chỉ còn cho mình là 4 chỉ còn cho mình là 9 máu thôi. Thì không biết là có muốn lì lên cho mình là level 9 hay không. Một người chơi đầu tiên lựa chọn cho mình là một cái quỷ thư. Tiếp theo là Ba Zết lựa chọn cho mình một cái thông đạo. Còn Korowan thì lựa chọn cho mình là một cái ống bí ẩn để hoàn thành cho mình là 4 bí ẩn. Và đây sẽ là một bộ cờ mà counter đem phép chặt luôn. Chỉ sợ nhà Yone thôi. Nhà Korowan thì chỉ sợ nhà Yone với lại nhà Saye thôi anh em. Bên này thì anh chàng này lựa chọn một cái quỷ thư chắc là nằm trên người con Hecarim hoặc là con Savannah thôi. Và Korowan thì vẫn muốn gọi là roll thêm mà. Không,
Mình nghĩ là bài này full 2 như thế này rồi thì hoàn toàn có thể eco tiền. 4 bí ẩn. Bây giờ gặp những nhà như là Kai'Sa hoặc là Đề Gia thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể thắng được. Còn gặp nhà Yone hoặc là gặp nhà Saya thì sẽ là hơi khó. Tại vì bài Saya là một bài mà Kaito chặt cái bộ cờ rồi, Kaito thật sự là chặt luôn. Lốc ở góc lên và liệu có trúng hay không đây? Trúng. Và lốc thành công vị trí của Kai'Sa. Và bên này thì chiếu cũng không quá đẹp, cả hai nhà đều chiếu không quá đẹp anh em. Và cánh tay kim cương này anh chàng này đã đặt trên người con dắt rồi. Và liệu con Kai'Sa bị lốc lên như này thì có giúp anh chàng Z kia thắng trước nhà của Korowan không? Mình nghĩ là khó. Với một bài đấu 4 ẩn như thế này thì khó liền. Nguyên nhà luôn chứ đùa đâu. Uầy, bài Kai'Sa đó mà không ép được những lobby này khó nhờ. 3 Z, một bộ cờ Yone và anh chàng này cũng đã phải dừng chân ở vị trí top 6 rồi. Korowan như nào đây? Liệu anh chàng này sẽ quyết định roll ở level 8 để tìm kiếm cho mình là Gravette 3 sao cũng như là Seraphine 3 sao, hay là anh chàng này sẽ quyết định là lên level 9 và kẹp cho mình là Soraka vào đây. Bên này thì là một cái quỷ thư dành cho con JC anh em thấy không? Ông này lắp cái lời thề hộ vệ ánh sáng cho người con JC này anh em. Kiểu cái lời thề hộ vệ này đi với lại cái giáp lửa khá là ngon, và đặc biệt là đi với lại những con hóa hình đó thì cũng sẽ khá là ngon, tại vì hóa hình lên thì nó thêm được máu mà anh em. Gặp bên này là Korowan thì theo mình nha là bài Seiya sẽ là bài thắng thôi, tại vì bài Seiya là bài cao tô, nhưng mà nhà Seiya này thì chưa có con gọi là Savannah, thành ra là nó chưa có gọi là nhảy bổ vào cái bài bên kia khi mà nó sắp chụp vào. Nhưng mà con Seiya này cao tô lắm, tại vì con Seiya này kiểu nó ném lông tại một chỗ thì nó giật sẽ là khá đẹp. Korowan mất chuỗi rồi anh em ơi, con Seiya này chiến quá. Và Korowan mất cho mình là cái chuỗi thứ mất cho mình là chuỗi thắng thứ 8. Và anh chàng Seiya này thì thật sự là lì lợm luôn. Còn cho mình là 9 máu, nhưng mà sau hai vòng đấu thắng ở round 5.5 cũng như là 5.6 và anh chàng này sẽ lên được level 9 ở round đấu sau thôi. Lì lợm là tốt nhá, tại vì bài này thật ra là cũng full 2 sao rồi. Lên level 9 kịp Savannah và kịp Soraka vào là khỏe luôn đấy chứ đùa đâu. Kịp bạc chứ nhờ, kịp bạc chứ. Cái diệt này thì mình nghĩ khả năng cao sẽ nằm trên người con Tưng Tửng thôi, nếu như mà không có Savannah 2 nhá anh em nhá. Tại vì con Tưng Tửng này là một trong những cái con mà gây sát thương hàng sau khá là tốt. Và đặc biệt là khi mà cầm đồ đam thì cái khả năng kết liễu của nó cũng khá là cao. Savannah. Còn Savannah nhá. Và liệu có ra hay không đây? Đây rồi. Savannah này sẽ thay vào chỗ Gna này hợp lý thôi. Đang có cho mình là 5 cuồng long. Đang thiếu vị trí của con Rakan anh em. Đang roll khá nhiều và anh chàng này vẫn chưa ra cho mình được ra can, đang roll những đồng tiền cuối cùng rồi. Và bây giờ sorry anh em, và bây giờ chỉ là những pha gọi là xếp bài thôi. À, đổi diệt cho con Saya à, thì nếu vậy thì cái ba tia sẽ nằm trên người con Tưng Tửng thôi. Ố như này thì mình thấy không ngon anh em. Sao lại là lắp cái, thật ra là lắp cũng được, nhưng mà mình tưởng là ổng sẽ lắp cái cuồng đao xong rồi quyền năng với lại cái gì trên ngưỡng xe da chứ, nhưng mà cũng khó, gặp nhà kia cũng khó. Mình nghĩ là lắp kiểu nào cũng cũng thua thôi. Còn bên này thì Korowan đang gặp bộ cờ đám phép và anh chàng này vẫn thua anh em, có 40 ẩn nhưng mà vẫn thua, tại vì con đề da nhà kia kinh quá. Nhà Hu Xin, ui nhà Hu Xin dùng cái siêu hùng hiện diện và đép cho mình được lên level 9, và nhà xe da đã phải dừng chân cho mình vị trí top 5 rồi. Anh chàng Korowan này, anh chàng này sau khi ra được cái Nico ở ra quái, và anh chàng này quyết định là roll cho mình ở level 8 để tìm kiếm cho mình những con tướng 3 sao. Và đó sẽ là một cái tiền đề giúp cho anh chàng này có cho mình cái top 1 thôi. Còn việc lên 9 thì nó sẽ gọi là hơi hên xui. Thật ra lên 9 không phải là hên xui, mà là tỷ lệ top 1 nó không cao bằng đấy, kiểu kiểu thế. Và IC anh chàng này vừa mới Nico cho mình là Y đắt 2 rồi. Cái nhà này là nhà mà đếp được máu lúc đầu mà sao nhà này lại không lên 9 nhờ? Ông này hình như là roll lên level 8 hay sao ấy chứ, đúng không? Level 8 TR2 này. Ủa nhà này mình nhớ lúc đầu cháy lắm mà ta, sao lại đánh ở level 8 ta? Lốc thành công được Savannah đến từ vị trí của Korowan. Và con người hơi lag anh em. Cứ mỗi lần qua cái màn hình của ông IC này, này nó lại lag lag như vậy này. Anh em thông cảm tí nhá, mình cũng thấy lag nó cũng khó chịu anh em. Và liệu cái thăng hoa này cũng là cái nguyên tố luân này có giúp cho con đề da này cân hết được hay không đây? Tại thời con Terra đang tăng được và hình như là một đấu thua cực kỳ đau của IC nhá. Nếu mà thì rao sau anh chàng này có lên cho mình là level 9 hay không đây?
Bên kia thì sao? Hu Xin thì là nhà thua à? Hu Xin là nhà lên level 9 và đánh gọi là đánh rồng và thua nhà Kai'Sa. Nếu vậy thì Lobby này có ba bộ cờ vào top, một là Seraphine, hai là uầy, hai con Gray ngon thế nhưng mà Nico lên Seraphine 3 sao để cho an toàn rồi. Một là bộ cờ Seraphine, hai là bộ cờ rồng, ba là bộ cờ Kai'Sa. Nói chung là toàn những bộ cờ hot hot thôi. Nhà Yone thì cũng là một bộ cờ hot nhưng mà out top rồi. Corowind đảo cực kỳ nhiều nha. Và liệu có lock thành công hay không đây? IC lock thành công lên được vị trí của con đề da. Và đó là một cái lock ánh sáng và mình nghĩ là IC hoàn toàn có thể thắng được trong round đấu này. Lock con đề da lên và cái cuồng đao ánh sáng này không thể tích được trên ngưỡng đề da thì nếu mà nhà IC thua thì sẽ là hơi nhái đấy. Nhưng mà bên này có thăng hoa nha, nhưng mà bên kia cũng có thăng hoa cơ. Và liệu đâu sẽ là nhà mạnh hơn đây? IC nếu mà thua round này sẽ là người dừng lại vị trí top 4 và khả năng cao là thua rồi. Bên này thì là Bạc 2 là Soraka 2. Cái lượng tướng của Hu Xin là thật sự là có giá trị nhiều hơn. Còn bên này thì Corowind với một bài đấu 4 lần anh chàng này vừa thắng trước nhà của Kai'Sa 3. Và những món đồ tiếp theo thì là một cái cốc này, một cái giáp máu, một cái lời thề hộ vệ. Đây là những món đồ khá ngon. Corowind đang hướng cho mình là một cái lời thề hộ vệ rồi. Nhà Kai'Sa thì nhặt cho mình được một cái ấn chiến binh. Và đó sẽ là 8 chiến binh rồng thôi. Game này hơi độ nhá. Cái ông chiến binh rồng này hơi được game độ anh em. Anh chàng này thì đang là đang có số điểm cao nhất của bảng đấu này. Lời thề hộ vệ sẽ nằm trên người con ban thế ông thôi nhỉ? Không. Anh chàng này quyết định là nằm trên người con Rakan. Mỗi con cầm một cái lời thề hộ vệ, dắt một cái rồi ban thế ông một cái, Rakan một cái anh em. Và bây giờ thì đang gỡ đồ ra rồi. Khả năng cao sẽ là những pha gọi là lốc chiếu chuẩn chỉ thôi. Đây là những round đấu mà gần như là cuối cùng rồi và cái việc mà gỡ lốc cũng như là gỡ chiếu thì khá là quan trọng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là Corowind người chơi mà để đánh chung kết thế giới của những cái giải đấu 5 năm anh chàng này tay cũng mình nghĩ là không phải là chậm đâu. Với một người chơi chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại thì chắc chắn là tay phải nhanh đúng không? Và round đấu vừa rồi thì anh chàng này lốc lên thành công con đề da và múc 220 của thủy thạch thì ra cho anh chàng này thêm một cái gỡ đồ nữa thì khả năng cao là rao sau anh chàng này hoàn toàn có thể có cho mình từ đi luôn không đi luôn không Corowind cái nhà kiểu mạnh đấy nhờ uầy đề da xong đấu mạnh thật sự anh em. Nhưng mà nhà Hu Xin thì lại thua trước nhà Kai'Sa, tức là thế này nhá, bây giờ cái nhà đề da thì lại đang thắng nhờ, tạm thời thì đang thắng nhà Corowind, còn nhà Kai'Sa thì đang thắng nhà đề da, mà nhà Corowind thì lại đang thắng nhà Kai'Sa. Nói chung là đang là một cái vòng tròn anh em. Và mình đang không biết đâu sẽ là cái nhà top 3 trong game đấu này. Khi mà bây giờ thì Corowind sẽ gặp nhà Kai'Sa và khả năng cao thì sẽ là thắng được tôi, mình nghĩ sẽ là thắng được tôi. Nhưng mà khoan nhá, nhà Kai'Sa này là nhà Kai'Sa 8 chiến binh rồng nhá. Hồi nãy chỉ là dừng lại ở mức gọi là 6 chiến binh rồng thôi. Và lần này thì như nào đây? Chiếu nguyên nhà, nhưng bên kia thì Corowind cũng đã lốc thành công được vị trí của con Kai'Sa này rồi. Và liệu là khi mà bị chiếu nguyên nhà thì Corowind có giữ được cho mình là lượng máu để tiến tới round đấu 7.1 hay không đây? Và có vẻ như là đây là một trận đấu nguyên nhà anh em. Ui, cái bộ Seraphine này đúng cao tơ luôn á, đúng cao tơ mấy cái bài phép phép mà luôn á anh em. Còn bên kia thì sao? Hu Xin anh chàng này gặp bóng và anh chàng này có thắng được chiếc bóng này hay không đây? Và có vẻ như là không rồi. Hu Xin thì lại thua bóng của Corowind anh em thấy không? Anh em thấy là nhà này thì cao tơ, nhà kia thì cao tơ, nhà nọ kiểu là cứ cứ vậy hoài luôn á. Và tạm thời thì mình đang thấy là Corowind đang là nhà gọi là có dấu hiệu mà hướng tới cho mình top 1 khá là cao. Khi mà đây là một bộ cờ rất nhiều ẩn. Và tình cờ là trong lobby này thì hai nhà còn lại là hai nhà đem phép anh em. Mình đoán là như thế. Và round đấu này thì con sứ giả khe nứt thì cho Hu Xin một cái cung xanh. Thì đây là một round đấu sứ giả hơi phèn. Hơi phèn chua anh em. Còn hai người kia thì ra sứ giả ra cái gì thì mình cũng chưa biết nữa. Trận đấu đang gọi là lên tới đỉnh điểm rồi. Anh chàng đang muốn gọi là roll những cái đồng tiền cuối cùng nhưng mà tạm thời thì đang roll gì đây? Bài đấu này thì chỉ còn thiếu gọi là một con Yone 2 sao thôi. Seraphine 2 sao không muốn lên. Mình nghĩ là lên được chứ nhờ. Lên được gọi là thay tí ổn không? Soraka này ở giai đoạn này thì có quan trọng có đấy. Soraka quan trọng nhờ. Soraka nếu mà hồi máu được tí thì có thể gọi là giúp cho mình gọi là có một cái top 2. Và bây giờ Corowind sẽ đối đầu với nhà Hu Xin. Và liệu đây có phải là một pha lốc và chiếu chuẩn chỉ hay không đây? Lốc vị trí góc và không thành công. Chỉ lốc lên được cho mình là con Soraka thôi.
Và với một con gọi là Seraphine 3 sao cầm 3 đồ chiến như thế này, lượng đồ buff của nó là khá nhiều. Và Gravette đang tỏ ra cho mình là một con tướng cực kỳ nhiều đam khi mà đã được con Seraphine này buff rồi. Và bên kia thì con Bạc đã CC được con Deja và làm cho con Deja này nó bị gọi là chậm lại một nhịp. Và bài đấu của Korowan là bài đấu thắng được. Và tiếp tục trận đấu này sẽ diễn tới giai đoạn 7.2 thôi. Và bây giờ thì chỉ còn lại hai nhà là nhà Seraphine và nhà Kai'Sa. Anh chàng Huxin đã dừng lại ở vị trí top 3 rồi. Đây là hai người chơi mà đang có cho mình là số điểm cao nhất ở trong bảng đấu này. Và camera đang chỉ qua hai người chơi để chúng ta có thể thấy những cái pha xếp bài gọi là của hai nhà luôn. Bên kia thì anh chàng này đang roll rất nhanh ở những cái đồng tiền cuối cùng thôi. Đang muốn gỡ chiếu ra, còn một cái gỡ đồ nhá. Anh chàng zip này thì anh chàng này bắt buộc phải gỡ đồ ra nhá. Cái máy chiếu này phải gỡ nhá. Đừng quên nhá, đừng quên nhá, ra cuối rồi hợp lý rồi. Để gỡ cho mình cái máy chiếu rồi. Và để Kai'Sa lên hàng 2. Và liệu Korowan anh chàng này có lốc thành công được hay không đây? Không. Anh chàng này chỉ lốc được cho mình là con sét thôi. Và bên kia anh chàng zip này đã chiếu được nguyên nhà của Korowan. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là với một bài đấu counter đam phép thì Korowan có giành được cho mình là cái top 1 trong game đấu này hay không. Và con Kai'Sa này đang focus thẳng vào vị trí của con Gravette. Nhưng mà cái chiến lợi phẩm này đang giúp cho con Gravette lại hồi máu đầy cây anh em. Và đó là một trận thắng top 1 dành cho Korowan. Biển nhờ, lựa chọn bài ác nhờ anh em nhờ. Cảm giác là lobby đánh phép nhiều xong rồi bài có dây kia, có ba tia rồi này kia. Ổn á, ổn á. Sau khi top 1 thì Korowan đã được gọi là hiện lên trên cái màn ảnh của giải đấu này. Ngầu nhờ, đẹp dai nhờ. Thôi em chỉ một xíu á. Đùa á. Đấy, xong rồi sẽ có gọi là ban MC để nói về cái trận đấu này. Ok, thì clip này thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Chúc anh em có một buổi gọi là coi video vui vẻ. Và hẹn anh em ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.